sao đã đổ đầy. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng ta ấy. Và anh biết trái tim em có hy vọng anh đi đâu chỉ riêng ơi. Và anh sẽ không chắc em nữa, chẳng chắc em đâu. Khi ta đến bên nhau, đầy gian khổ. Tay Audio mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của chúng tôi. Thưa quý vị, hiện tại thì Nhật Tây đang có mặt tại Long An, vượt hơn cả trăm cây số để tới đây tiến hành bàn giao cho khách hàng của mình về dòng sản phẩm NT1504. Và combo trước mắt quý vị đây có giá là 39 triệu quý vị nha. Hôm nay thì Nhật Tây sẽ tiến hành bàn giao và cũng như là review sơ lại cho quý vị chúng ta cùng biết về mẫu sản phẩm này ha. Quý vị nào muốn xem video mà review chi tiết về từng thiết bị luôn á thì quý vị tra trên YouTube với từ khóa là NT1504 phiên bản 39 triệu ha. Nhật Tây có quay phim rất là nhiều rồi. Ở đây thì đang tiến hành test loa cho khách thì xin phép được nói nhanh thôi. Đây là dòng sản phẩm dàn karaoke di động được Nhật Tây Audio setup và lắp ráp và căn chỉnh trên cái hệ thống máy tính của mình, nên mọi chế độ là sẽ được Nhật Tây lưu hết lại trên cái con van này. Khi quý vị chúng ta sử dụng thì chỉ việc đứng từ xa, cầm remote, căn chỉnh lớn, nhỏ, nhạc và micro là hát thôi, chứ chúng ta không cần phải căn chỉnh gì nữa. Thì ở đây Nhật Tây có trang bị cho mình với một thùng loa 3 bass gồm có 2 bass 40, có từ 190 côn 75 và 2 chép 750. Và ở giữa thì được trang bị cho mình với một bass sub 50 có từ 220 côn 100. Và dàn máy thì nó gồm cho mình với 5 món, một cái cục đẩy 4 kênh, một cái thiết bị vang số. Thì ưu điểm nổi bật ở đây so với những dòng sản phẩm khác ở trên thị trường đó chính là về cái thiết bị vang số ha. Thì khi mà Nhật Tây căn chỉnh chuẩn rồi thì sẽ lưu lại, chúng ta sẽ không sợ bị người này người kia chỉnh. Khi có ai đó tác động vào dàn máy của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn cầm remote ấn một cái là nó sẽ quay trở lại từ đầu ha, nên sẽ rất là dễ dàng sử dụng trước sau như một, tức là bây giờ hay thì sau này vẫn hay ha, không có bị lạc đi đâu hết đó. Nó ưu điểm chỗ đó nha. Rồi, tiếp tục nữa là về cái thiết bị nâng tiếng thì giúp cho chúng ta kết nối được Bluetooth, TV, chỉnh được âm thanh bass chép của nhạc đó, thì nó rất là tiện lợi. Và tiếp tục nữa là về cái thiết bị micro thì ở đây tay chọn dòng micro của ABV CISO S900 Pro. Thì đây là một trong những cái dòng mic sự kiện ha, mic sự kiện đi bắt âm rất là xa và cái tiếng micro rất là chuẩn và rất là hay quý vị nha. Và cuối cùng là về cái thiết bị quản lý nguồn giúp cho chúng ta bật tắt các thiết bị này theo lập trình một cách đúng cách, tránh trường hợp chúng ta tắt mở sai cách á, thì nó sẽ kêu một cái bập. Thì trong thời gian dài chúng ta sử dụng, nếu mà chúng ta không tắt đúng cách á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dàn máy của mình. Và khi quý vị chúng ta trang bị cái này, giả sử như có một cái cường độ dòng điện bất thường hay là nó thẳng ra bị điện giật chẳng hạn đi, thì nó sẽ có một cái CB này, nó sẽ tự nhảy để bảo vệ chúng ta thì rất là tiện lợi luôn nha. Rồi, cuối cùng là về cặp loa này có trang bị cho mình với hai loa bass full 30. Thì đây là bass full 30 có từ 190 côn 75 và chép 450. Dĩ nhiên bộ dàn máy này thì Nhật Tây vẫn có gắn bên trong với bộ mạch lọc phân tầng chuyên dụng cho nó lọc âm quý vị nha. Rồi, đó là chi tiết về dòng máy và Nhật Tây có quay cái đoạn nhạc cũng như là quay cái đoạn khách hát karaoke, thì quý vị chúng ta vui lòng đeo tai nghe vào để mà trải nghiệm một cách thực tế nhất. Và với sản phẩm được phân phối về với tay khách hàng là một trong những cái tâm huyết của Nhật Tây, rất mong là khách hàng của mình sử dụng được, hát được để mà từ đó giới thiệu thêm cho bạn bè và người thân của mình để Nhật Tây có thể là phân phối nhiều hơn về cái dòng sản phẩm này đến với khách ha. Còn cái phần hướng dẫn sử dụng đó, nếu như quý vị chúng ta ở xa, Nhật Tây đã có quay phim sẵn rồi, thì khi quý vị chúng ta dùng đó thì chỉ có việc là Nhật Tây gửi cái video đó cho quý vị xem. Rồi quý vị chỗ nào chưa biết thì quý vị trực tiếp liên hệ Zalo để gặp Nhật Tây ha. Rồi, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc và nghe chất lượng âm thanh.
đừng buồn em hỡi khi lỡ tôi yêu anh rồi. Bật lòng chi nữa, hỡi em xin hãy khuyên anh đi. Giây phút bên nhau em sẽ quên mình máu, chỉ có anh thôi giữ vai em bình xưa. Không có giây phút chót yêu dài và anh đã biết biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã chào em đôi ấy. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng đàn ấy. Và anh biết trái tim em có để bóng ai kia đâu chỉ riêng ấy. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi mà đến bên nhau tình ta có. Bài tình ca viết riêng đàn ấy. Và anh biết trái tim em có để bóng ai kia đâu chỉ riêng anh. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu rồi giây phút chút yêu dài. Và anh đã biết biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã chào em đôi ấy. Và anh biết bài tình ca viết riêng đàn ấy. Và anh biết trái tim em có để bóng ai kia đâu chỉ riêng ấy. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau đầy gian khổ. Và anh biết em sẽ quên hết bài tình ca viết riêng đàn ấy. Và anh biết trái tim em có để bóng ai kia đâu chỉ riêng ấy. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu thôi. Và anh biết em sẽ quên em và tình ca viết riêng đàn ấy. Và anh biết trái tim em có để bóng ai kia đâu chỉ riêng ấy. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình ta có. Và anh biết em sẽ quên hết bài tình ca viết riêng đàn ấy. Và anh biết trái tim em có để bóng ai kia đâu chỉ riêng ấy. Và anh sẽ không trách em nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu.
sau anh vẫn nhớ nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Xin hôn lên rồi tóc mềm cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời một nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quên muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cạn lời niệm đã vội tàng. Giờ một nào hơn muốn chia tay, tìm nụ hôn trao nhau lần cuối. Em vui ngồi anh lo sợ nhiều, trên đường về hoàng vắng điều hiểu. Ta hẹn hò em suy tư anh thân trang. Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Khi xa em đâu buồn tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em. Và thân hồi ngoài hiên lá rụng buồn thêm.